Chào các bạn đến với Tarot Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm phần đầu tiên, đó là năm lá kiếm từ 1 kiếm cho đến 5 kiếm tiết lộ điều gì về cách suy nghĩ và ra quyết định của bạn trong cuộc sống. Thì trên tay mình đây thì mình có lá 1 kiếm này, 2 kiếm, 3 kiếm, 4 kiếm và 5 kiếm. Mình sẽ bắt đầu ở lá 1 kiếm trước nha. Thì đối với những bạn mà chọn lá có lá một kiếm á, thì thứ nhất là trong cuộc sống về cách các quan điểm về cách nhìn nhận, cách suy nghĩ của bạn á, thường thì một kiếm là một người mình nghĩ cái lời nói của họ thường rất là thẳng, nhưng mà nó có một cái chút gì đó gọi là khéo léo, một chút gì đó gọi là người ta gọi là có cân nhắc, có suy nghĩ trước khi mà nói ra. Thường á, cái người một kiếm á, thì bản chất của họ là một người mình nghĩ nó có một cái sự cân bằng tương đối giữa tình và lý, nó không hẳn nghiêng về lý thuyết cái lý lẽ hoàn toàn, mà nó có một chút gì đó ở trong đó gọi là cái tình nữa. Nhưng nếu mà khi mà vấn đề cuối cùng kết luận lại thì họ vẫn giải quyết hoặc là họ vẫn đưa ra cái suy nghĩ dựa trên những cái gì mang tính gọi là lý lẽ, những cái gì mang tính gọi là chân thật hoặc là đúng với thực tế nhất. Thì những bạn có lá một kiếm á, thì cái trong cái cách làm, cách sống á, thì thường cũng là một người mình nghĩ là giỏi. Giỏi ở đây có thể làm nói về cách gọi là, thứ nhất là họ học rất là nhanh. Học ở đây có thể là học bằng cách quan sát, học bằng cách gọi là làm một thực tế, hoặc là học dựa trên trải nghiệm. Có nghĩa là bản chất của những người một kiếm, cái khả năng linh hoạt, cái khả năng sử dụng tay chân đầu óc của họ mình nghĩ là tương đối tốt. Ngoài ra nữa, đó là những bạn một kiếm á, thì thường thì một kiếm mình nghĩ họ mang tính hơi thực tế. Thực tế ở đây theo kiểu là như thế này: họ tin vào cái năng lực, cái khả năng của mình có thể làm được nhiều thứ, nhiều mảng, hoặc ít nhất họ cũng tin là dựa trên năng lực của bản thân thì họ có thể làm được những cái điều mà người khác có thể làm, chứ họ không nghĩ là bạn giới hạn bản thân mình ở trong một cái mảng hoặc là một cái lĩnh vực nào. Và người một kiếm cũng thường là một người có ý chí tương đối lớn, tức nghĩa là họ thường mong muốn bản thân mình sẽ làm được, sẽ đạt được một cái gì đó trong cuộc sống hoặc là trong công việc. Ngoài ra nữa, đó là họ ít có khi nào chùn bước trong cuộc sống, tức nghĩa là khi mà họ gặp khó khăn thì họ sẽ cố gắng làm cách này hoặc cách khác, họ không làm kiểu này thì họ sẽ làm kiểu khác. Và thường thì họ muốn bản thân mình phải giống như là phải cố gắng, và thường ép bản thân mình, đôi khi hơi gò bó bản thân mình phải đạt được một cái gì đó, phải làm được một cái gì đó, bởi vì họ có một cái sĩ diện nhất định và họ không muốn bị người khác đánh giá thấp. Và cái cách chính vì cái cách nghĩ này nên người một kiếm đôi khi thường là một người mình nghĩ là không phải là không có bạn, nhưng mà thường cái mối quan hệ của họ nó mang tính gọi là ngang hàng, có qua có lại, và cũng thường là mình gọi là nó cũng cả nể trong một cái chừng mực nào đó nhất định. Có nghĩa là họ mang tính gọi là ví dụ như nếu bạn là một người có vị thế hoặc là cũng có một cái vai trò, một cái tiếng nói nào đó trong xã hội, thì những người một kiếm họ cũng sẽ tôn trọng và nể trọng bạn bởi vì bạn giỏi hơn họ. Và thường người một kiếm thường cái kiểu của họ là họ tôn trọng hoặc là họ sẽ nhún nhường những cái người giỏi hơn mình, bởi vì họ cho rằng những người đó là những người họ nên học hỏi hoặc là có một cái điều gì đó đáng để học hỏi. Thì đó là những cái suy nghĩ tổng quan của mình về lá một kiếm. Mình nghĩ cái cách suy nghĩ của một kiếm nó khá là thẳng thắn, tức nghĩa là đối với họ là nói là làm, đề xuất ra thì phải làm được, và họ cũng thích những người nói một lời. Thì đó là những cái suy nghĩ của mình về lá một kiếm. Mình sẽ chuyển sang lá hai kiếm. Thì đối với những bạn có lá hai kiếm á, thì nếu mà nhìn hình ở đây thì bạn cũng thấy lá hai kiếm là một người họ thường cân nhắc rất là kỹ mọi việc trong cuộc sống, tức nghĩa là họ không có muốn bản thân mình đưa ra một cái quyết định nào đó ngay tức thì. Giống như nếu mà lá một kiếm á,
thì họ sẽ cố gắng giải quyết cái vấn đề đó càng nhanh càng tốt, càng rõ ràng càng tốt, càng dứt khoát càng tốt. Thì đối với lá hai kiếm á, thì bản thân họ sẽ suy nghĩ cái vấn đề đó, nó cũng suy nghĩ theo kiểu là giữa tình giữa lý, nhưng mà họ thường cố gắng họ suy nghĩ một cách nào đó, giống như ngoài cách thứ nhất, cách thứ hai họ muốn suy nghĩ thêm có một cách nào đó nữa hay không, và để giải quyết cái đó vấn đề đó mang nó tốt nhất có thể, nó ít gây ảnh hưởng đến người khác nhiều nhất có thể. Những người hai kiếm cũng thường là những người họ thường đắn đo, thường có một cái sự rụt rè hoặc cái sự thiếu tự tin nhất định trong lời nói cũng như trong cách nghĩ của mình. Và bởi vì cái tính cách này nên thường những người hai kiếm á, bản chất của họ đôi khi gặp những cái vấn đề lớn trong cuộc sống hoặc những cái khó khăn trong cuộc sống, cái cách giải quyết của họ nó rất là chậm, họ chậm đưa ra những cái phản ứng, họ chậm đưa ra cách giải quyết, và họ cũng thận trọng rất là nhiều trong trong nhiều nhiều mảng khác của cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ là những vấn đề về công việc, về cách nghĩ. Ngoài ra nữa là lá hai kiếm thì mình nghĩ thường là bản chất họ hơi kiệm lời, mình nghĩ là họ sẽ không phải là người nói nhiều. Nếu mà một kiếm là người, kiểu người mình nghĩ có khả năng về giao tiếp, về 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 ăn nói, thì hai kiếm ngược lại nó là một kiểu người mình nghĩ không thích mở rộng nhiều mối quan hệ, không thích sử dụng, không thích những lời hoa mỹ, không thích những người nói quá nhiều hoặc là luyên thuyên quá nhiều về những vấn đề mà không thú vị. Ngoài ra người hai kiếm cũng là một người khá là kỹ tính, khá là cầu toàn, và bản thân họ thì bạn nhìn thấy ở đây á, giống như là nó có hình cái mặt trăng này nè, tức nghĩa là mặt trăng thường nó đại diện cho cái gọi là, mình không gọi là lý trí nhưng mà mình gọi nó là một cái trực giác đi, nó là một cái cảm tính nào đó, tức nghĩa là mặc dù bộ kiếm là bộ liên quan đến những cái gì nó mang tính thực tiễn, thực tế, lý trí và nó mang tính rõ ràng, thì cái lá hai kiếm nó lại có bao hàm một chút xíu gì đó của cái trực giác, cái cảm tính trong đây. Bởi vì cái yếu tố đó nên nó chi phối cái con người này, nó làm cho họ bị trùng lại, nó mất cái tính kiếm đi một chút xíu, mất cái chất khí đi, có nghĩa là nó làm cho họ trùng xuống, nó làm cho họ thận trọng hơn, chậm rãi hơn, và bởi vì cái tính đó nên cái quyết định của họ nó cũng chậm rãi hơn, nó không có nhanh, nó không có quyết liệt, nó không có mạnh mẽ bằng lá một kiếm. Và người này thường có khuynh hướng muốn giữ cho mọi thứ nó cân bằng trong một cái khả năng của họ, bởi vì người này họ sống khá là an toàn, họ sống trong một cái môi trường, nếu bạn nhìn kỹ thì bạn thấy cái phần hình nền phía sau của cái lá hai kiếm nó cũng rất là bình lặng, mặt nước rất là bình lặng, khung cảnh rất là yên tĩnh, có nghĩa là họ luôn thích một cái gì đó nó cân bằng, nó bình lặng, nó không có xô bồ, nó không có quá chao đảo. Và ngay cả trong cách sống, trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng thích một cái môi trường nó không cạnh tranh nhiều quá, nó tương đối bằng phẳng, và họ muốn cuộc sống của họ nó bình lặng, nó trôi qua. Thì đó là những suy nghĩ của mình về lá hai kiếm. Tiếp theo thì mình sẽ nói về lá ba kiếm. Thì thật ra ba kiếm, nếu bạn nhìn hình ở đây, bạn sẽ thấy lá ba kiếm là một lá nhìn hơi ghê, nhưng mà thực chất những người này lại là những người mình nghĩ trong cuộc sống của họ sẽ có nhiều nhiều lúc, nhiều khoảng thời gian mà bản chất họ cảm giác rất là mệt mỏi. Bởi vì lá ba kiếm á, là một cái kiểu người họ chịu tổn thương rất là nhiều, thành ra trong cái cách suy nghĩ của họ thường nó dựa trên những cái gì mà họ trải qua rất là nhiều, tức nghĩa là cái cách hành xử của họ, cách phản ứng của họ lại với những cái vấn đề trong cuộc sống, những khó khăn trong cuộc sống, nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái gì họ đã trải nghiệm. Giống như bạn thấy ở đây một cái trái tim bị đâm bởi ba cái nhát kiếm, thì thường người ta nghĩ là lá ba kiếm là một cái lá mà yếu mềm, yếu đuối, hoặc là một người rất là dễ bị tổn thương, thì nó đúng một phần nào đó, nhưng ở một cái mặt khác thì bạn có thể nhìn thấy mặc dù hình ảnh nó rất là ghê, nhưng mà cái phần nền rất là sáng, nó đại diện cho cái khả năng tồn tại của cái người này. Có nghĩa là những cái lá ba kiếm á, thì cái người mang tính ba kia kiếm á, thì thường cái sức sống của họ rất là mạnh mẽ, trải qua rất là nhiều tổn thương, rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều mệt mỏi trong cuộc sống, nhưng cái cách nhìn của họ về cuộc sống nó vẫn không đổi nhiều, tức nghĩa là họ vẫn nghĩ là tổn thương thì sẽ qua, mặc dù cái nỗi cái tổn thương, cái vết sẹo đó nó vẫn còn, nhưng họ vẫn sẽ tìm cách sống cái phần còn lại của mình. Nhưng đối với những người ba kiếm á, cái tổn thương của họ là một cái tổn thương nó mang tính rất là lâu dài để chữa lành,
và thực chất nó khó mà chữa lành nữa, bởi vì giống như bạn nhìn ở đây bạn thấy những cái thanh kiếm này hoàn toàn không bao giờ rút ra được, và nó là một cái vết sẹo không chữa lành được. Thành ra trong cái cách nghĩ của họ nó mang tính nặng về một chiều rất là nhiều, giống như họ là những người nếu mà từng bị tổn thương về chuyện tình cảm, hoặc là từng bị lừa dối trong làm ăn, trong công việc, trong cuộc sống, hoặc là từng bị tổn thương từ do người khác mang đến, thì họ rất là sợ, họ rất là ngại, rất là bị ám ảnh bởi những cái gì họ đã trải qua trong quá khứ. Và những người này thường là những người sống khép kín, khó mà chia sẻ được cái vấn đề mà họ gặp phải. Và không, mình không nói họ là kiểu người 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 kiểu kiểu quá là nhút nhát, rất là nhục chí, họ không phải là kiểu người vậy. Thực chất họ là một kiểu người mà nếu mà bạn xem phim mày sẽ thấy có những cái kiểu nữ chính hoặc là những nhân vật chính mà kiểu nguyên một cuộc đời bị vùi dập bởi sóng gió, nhưng cuối cùng họ sẽ là người trỗi dậy, xong rồi đôi khi là đập tan cái ác, hay là kiểu như trong phim kinh dị họ sẽ là kiểu người sống sót cuối cùng. Thì thường đây là cái kiểu của lá ba kiếm, tức nghĩa là một cái kiểu người có sức chịu đựng vô cùng cao, một cái kiểu người sẽ thích nghi rất là lớn, nhưng mà phải có thời gian để họ thích nghi với môi trường, thích nghi với cuộc sống. Và nếu mà họ đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn thì họ sẽ vươn lên phát triển rất là mạnh mẽ. Và trong cái quan điểm, trong cái cách nghĩ của họ nó sẽ đa chiều, nó không thuần tí một cái cách nghĩ nào cả, và nó chịu tác động rất là nhiều từ những người xung quanh. Nếu xung quanh họ là những người tích cực họ sẽ tích cực, và nếu xung quanh họ toàn là tiêu cực họ chắc chắn sẽ là tiêu cực, và tiêu cực nhiều hơn những người khác. Mình sẽ chuyển qua lá bốn kiếm. Thì đối với những bạn bốn kiếm thì có khá là nhiều điều để nói. Thứ nhất đó là hình ảnh của một người kỵ sĩ nằm, mình gọi là nằm ngủ đi, mình không có thích gọi là người này đã chết rồi. Thành ra mình sẽ suy nghĩ theo kiểu là người này là một người trong đầu. Lá bốn kiếm là một người thường trong đầu có rất là nhiều suy nghĩ, họ có một cái cơ chế bảo vệ bản thân rất là lớn, mình gọi là cơ chế phòng thủ. Trong cái cách nói chuyện, trong cái cách giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống, họ là một người bảo thủ nhé. Bảo thủ, họ có một cái luôn cố gắng bảo vệ cái ý kiến của mình, bảo vệ cái cá nhân, cái sự riêng tư của mình. Họ cũng không thích người khác soi mói bản thân mình, bản chất người này không soi mói người khác, nhưng họ cực kỳ sợ những cái sự chỉ trích, những cái sự soi mói, những cái scandal, những cái thị phi, những cái lời xấu mà nói về họ, họ khó mà chấp nhận được. Và thường của cái kiểu người này họ thường có khuynh hướng, một là họ sẽ né tránh ở đây tức nghĩa là họ không muốn bàn về chủ đề này nữa, họ sẽ tách rời họ khỏi những cái môi trường đó. Hoặc kiểu thứ hai đó là họ sẽ nung nấu nó ở trong lòng, tức nghĩa là nó sẽ không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ của họ, nó cứ lặp đi lặp lại. Và chính bởi vì những cái suy nghĩ đó nó càng khiến cho họ dễ bùng nổ, là một cái tuýp người thứ hai. Và mình cũng nói thêm về lá bốn kiếm ở đây, tức nghĩa bạn nhìn cái phần ảnh ở phía sau đây, nó là một cái màn sương, có một cái nhiều cái kiếm đâm xuyên qua. Thì thường những người lá bốn kiếm, cái suy nghĩ của họ rất là mù mị, rất là bí bách. Và mình không nói họ không không phải là kiểu người không sáng suốt, mà cái kiểu của họ là bởi vì khi mà trong đầu bạn nó quá nhiều cái suy nghĩ, quá nhiều cái định kiến, cái thành kiến, hoặc là có quá nhiều cái luồng suy nghĩ ở trong đó, thì bạn khó khó lòng mà nghĩ thông được một vấn đề, hoặc là bạn sẽ rất là dễ bị một chiều suy nghĩ, một chiều, hoặc là suy nghĩ nó mang tính chủ quan theo theo kiểu mà bạn nghĩ. Mình không 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 biết cách diễn tả nó cụ thể hơn, nhưng mà mình chỉ có thể nói là thường những người này cái suy nghĩ của họ nó sẽ là một cái vòng lặp, nó lặp đi lặp lại, nó giống như bạn, nó sẽ là kiểu giống vậy. Ví dụ như hai người quen nhau, yêu nhau, và tình cờ cái người bốn kiếm này phát hiện người yêu của họ đã đang thả thính ai đó, thì trong đầu, hoặc là không hẳn là thả thính đi, mình gọi là đang kiểu giống như là họ tình cờ thấy là trong Facebook của người yêu họ có tin nhắn này nọ, họ sẽ nghĩ là đầu tiên họ sẽ nghĩ là thế nào cũng có chuyện liên quan tới tình cảm này. Sau đó cái họ lại nghĩ tiếp là có khi nào người yêu họ phản bội họ hay không, xong họ lại nghĩ tiếp là hai mối quan hệ này tới đâu rồi, xong rồi họ lại nghĩ tiếp là người yêu họ liệu có phản bội họ không, hay là đây chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó họ lại nghĩ tiếp là mình có nên nói thẳng với người yêu mình hay không, hay mình có nên tìm đến cái đối phương hay không. Rồi họ lại nghĩ tiếp những cái suy nghĩ như là rồi cái chuyện này như thế nào, giải quyết làm sao đây. Tức nghĩa là trong đó nó có rất là nhiều câu hỏi, và những câu hỏi này hoàn toàn không có câu trả lời, và họ cũng không bao giờ họ làm những cái điều mà họ nghĩ đâu.
có nghĩa là trong đầu họ là một mớ suy nghĩ bồng bông đó, và những cái suy nghĩ nó chồng chéo lên nhau, nó khiến cho cái người có lá bốn kiếm thường có giấc ngủ không suôn hoặc là không có được thẳng giấc, và trong đầu họ thường giống như mình nói, nó bí bách nhiều suy nghĩ nên nó rất là áp lực, nó rất là nặng nề. Và cái cách nghĩ của những người có lá bốn kiếm thường thường mình thấy là họ dễ bị stress, dễ bị trầm cảm, hoặc là dễ bị những cái bệnh liên quan đến thần kinh, nó liên quan đến những kiểu nhức đầu, chóng mặt, trầm cảm, hay đại loại những cái vấn đề liên quan đến thần kinh rất là nhiều. Mình không nói theo kiểu bị khùng, nhưng mà cái kiểu của họ là những cái bệnh liên quan đến thần kinh, stress, trầm cảm, rồi nhức đầu, hay là kiểu khó ngủ, mất ngủ, hay viêm xoang, là kiểu của những người có lá bốn kiếm á. Ngoài ra mình cũng có thể nói thêm đó là những người bốn kiếm này thường là những người mình nghĩ là họ sẽ hơi bị kiểu như gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó, hơi thôi, một phần thôi, họ không phải là kiểu người đó, nhưng mà một phần thôi. Giống như ví dụ như trong cái suy nghĩ của họ, giống như hồi nãy mình nói về cái chuyện mà tình cảm nha, thì nếu mà những người xung quanh họ mà nói kiểu là ừ mày phải giải quyết chuyện này đi, mày phải làm lớn cái chuyện này lên đi, thì nó giống như một cái ngọn lửa vậy đó, nó giống như một cái ngọn lửa làm bùng cháy họ lên, xong cái họ sẽ đi gặp người yêu họ, họ nói thẳng là bây giờ cái chuyện này là cái gì, là cái là như thế nào, ra sao này nọ, tức nghĩa là họ bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu là cái người một cái người khác họ nói là không đâu, chắc người yêu mày chỉ là nhắn tin bình thường, không có vấn đề gì đâu, thì nó sẽ làm nguôi ngoai đi cái ý chí của họ một phần, nhưng những cái suy nghĩ nó vẫn còn. Thì đó là cái kiểu của bốn kiếm. Mình sẽ nói tới lá cuối trong phần này, đó là lá năm kiếm. Thì đối với những bạn có lá năm kiếm á, thì bạn nhìn ở đây khác với những lá 1, 2, 3, 4, lá năm kiếm là một lá của một người tự tin. Mình nói thẳng là rất là tự tin. Những người có lá năm kiếm thì cái bản chất của họ thường là một người, mình nói thẳng là người giỏi nha. Giỏi đây là giỏi theo kiểu lương lẹo nè, giỏi theo kiểu nhanh nhạy nè, giỏi theo kiểu nắm bắt bài người khác, nắm bắt tâm lý người khác, giỏi theo kiểu ứng phó cũng có. Tức nghĩa là trong họ có một chút xíu mình gọi là ma mảnh, ranh mảnh, nó hơi tiêu cực, hơi tiêu cực một chút xíu, và họ thường hơi tự cao một chút xíu. Nói thì không phải mất lòng, nhưng mình không muốn mất lòng, nhưng mà thật sự lá năm kiếm là những người hơi khó tin tưởng, hơi khó tin tưởng, bởi vì họ là kiểu gió chiều nào họ nghiêng qua chiều đó luôn. Bởi vì họ luôn là những người suy nghĩ những cái gì đó nó có lợi cho mình, họ muốn những cái gì nó có lợi cho bản thân họ. Và họ thường có mang tính, nếu mà những người có lá năm kiếm mà mang tính tiêu cực á, thì họ thường theo kiểu nhìn từ trên xuống dưới, lượng gì gọi, người ta gọi là trong mặt mà bắt hình dong, có nghĩa là một họ tùy theo cái giống như ví dụ nha, bạn một cái vị khách bước đến, nếu mà họ đi một chiếc SH họ bước vào, thì cái người năm kiếm, nhân viên họ sẽ chào rất là nhiệt tình, họ sẽ hỏi thăm rất là kỹ càng. Còn nếu bạn chạy một chiếc xe Honda cà tàng mà bước vào, thì cái người có lá năm kiếm họ sẽ cũng chào, họ cũng sẽ rất là bình thường, nhưng mà cái kiểu họ sẽ không niềm nở bằng. Tức nghĩa là họ là cái kiểu người như vậy. Ngoài ra nữa, người có lá năm kiếm thì họ thường không có niềm tin ở người khác, ít khi nào có niềm tin ở người khác, bởi vì nó có hai lý do. Một phần lý do đầu tiên là do bản thân họ, trong cuộc sống của họ nó đưa đẩy họ nhiều, nó bắt buộc họ đôi khi phải lanh lợi một chút xíu, phải ranh ma một chút xíu, và phải tinh ranh nữa, bởi vì nếu không thì họ luôn cảm giác mình thua thiệt so với người ta, họ cảm giác mình sẽ bị người khác lợi dụng, bởi vì trong quá khứ họ từng bị như vậy, nên họ buộc bản thân họ phải mạnh mẽ, phải tinh ranh hơn, phải khôn lỏi, phải khôn hơn để người khác phải nể sợ mình. Đó là một dạng. Dạng thứ hai đó là dạng bản chất luôn, chứ không phải là dạng bị xã hội hoặc là cuộc sống vùi vào. Dạng thứ hai đó là dạng bản chất, tức nghĩa là họ luôn nghĩ rằng mình hơn người khác, họ luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, dù thực tế họ giỏi hơn hay không không biết, nhưng họ luôn nghĩ là như vậy, và họ luôn muốn trong mọi cuộc tranh luận, trong mọi cái vấn đề nào mà có đấu tranh, có xung đột sẽ họ mà sẽ luôn tìm cách để chiến thắng. Chiến thắng này có hai nghĩa, một là chiến thắng bằng sức lực của họ, hai là chiến thắng bằng những cái mẹo vặt, những cái mánh nào đó mình không biết, nhưng mà họ sẽ là cái kiểu như vậy. Ngoài ra nữa thì lá năm kiếm thường họ không thích phụ thuộc vào người khác, họ thích người khác cho họ một khoảng không, và họ ghét những kẻ yếu mềm, yếu lòng, yếu đuối, bởi vì họ cảm giác những người đó là những người rất là dở, rất là tệ, rất là kiểu giống như không có sử dụng được cái gì hết. Và những người lá năm kiếm thì thường họ
họ sẽ chọn những cái gì tốt nhất cho bản thân họ trong cách sống, trong cách giải quyết vấn đề, trong trong nhiều thứ, thì họ luôn sẽ chọn những cái gì mang tính lợi ích tốt nhất, cá nhân nhất cho họ, bởi vì họ họ đặt mình là trung tâm, còn những thứ xung quanh là những thứ bên ngoài, những thứ bề ngoài thôi. Thì đó là những cái suy nghĩ của mình về năm lá bài từ 1 kiếm cho đến 5 kiếm. Thì hy vọng các bạn thích video clip này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua.